Và ngay bây giờ xin trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta thưởng thức qua giọng hát ngọt ngào và truyền cảm. Đó là tiếng hát của nam nghệ sĩ Hoài Dương. Xin tất cả quý vị dành cho em một tràng pháo tay nồng nhiệt. Lời nói đầu tiên, Hoài Dương trước tiên là gửi lời chào đến ông Thần Đình. Sau đó là ban quý tế cùng toàn thể tất cả mạnh thường quân cũng như là toàn thể bà con ở Long Thành, Đình An Lợi về đây để ủng hộ chương trình của chúng ta trong ngày lễ kỷ yên hôm nay. Và để tiếp theo, Hoài Dương cũng xin gửi đến các anh chị và các bạn với một bài vọng cổ quen thuộc, dễ thương. Bài vọng cổ đó mang tên Rượu Quán Nghèo, tức là Bên Cầu Dệt Lụa. Anh Thanh để y vậy thôi, khỏi chỉnh hết. Mộc mộc vậy thôi, nông dân hát vậy đó. Dây xè giùm em. Đại ca, đại ca, đại ca ơi, để đã bắt đầu thèm. Thèm cái gì cũng được, chứ thèm phở về nó quánh á. Không, đại ca, để đã bắt đầu thèm rượu. Giờ đó là trạng nguyên rồi mà vẫn còn uống được rượu Long Thành sau chiến hữu. Uống cho đại huynh. Đại huynh ơi, để muốn giữ vẹn thâm tình, thèm rượu gặp chiến hữu là có rượu liền luôn ha. Uống. Rượu Long Thành ngon. Đại ca, đại ca ơi, để muốn giữ vẹn thâm tình, ngài đưa tiền của hai thằng bạn nghèo. Nghèo thiệt là nghèo, rót rượu dặn dò giáo. Em chữa lửa cả nha. Bột ngọt vi đan ơi, áo mẫu cân đai, áo mẫu cân đai là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình tri kỳ. Đại ca ơi, để xin cần tay nâng mời trí kỳ. Nông dân thường thường hát vậy không đó. Mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Rượu lạc trạng nguyên để chỉ sinh cha muốn một mình, đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa, cởi áo mẫu cân đai gửi cho quân hầu cận, mà khuyên áo cơ hàng để mừng bạn tương tri. Chén tương phụng đại huynh hãy uống đi, nhấp chén rượu hôm nay nhớ ngày đưa tiền. Rớt lúa, rớt lúa. Cảm ơn, cảm ơn người đẹp nghe. Xuống như này cái coi chiến hữu nó ngồi đông lắm. Đại ca, đại ca ơi, hãy rót lửa đi đại ca. Thật, bữa nay đi cung đình mà mặc áo đỏ luôn ha. Chơi cung.
em buồn nha. Hảo bằng hữu, sanh ta ra là cha mẹ, nhưng mà hiểu được ta chỉ có hiền để đây thôi. Vô nha bạn hiền. Ngon. Để ơi cởi lô bao tràng miên, để đã đại ta bằng chung rượu quê nghèo. Chung rượu tiền đưa chưa phải lạc gì men nồng, xin đa tạ do nhiều thẩm cảm sao xuyên tâm hồn. Dương đồng nghĩa cố tri, hơi rượu hôm nay úp men tình ngày cũ, sao ta nghe vẫn còn hơi hương trạng nguyên. Đâu đã mất con ta chỉ xin giáp cạn dài chung nhỏ, rồi lại quay về vui cuốc bầm cài sâu. Đại huynh cảm ơn đại ca. Đại ca ơi, còn gì để dạy nhau nữa không đại ca? Còn ly rượu nữa hả? Làm luôn hai mình à. Đại ca ơi, còn gì để dạy nhau nữa không? Còn chứ. Ta xin trao để, ta xin trao để một nhành bông lúa mới thơm tho, thay cho lời dặn dò khi được cao sang, chớ quên những kẻ bùng lẫm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh. Họ là những người ân, những lớp người đó đã chịu nhiều khinh bạc, có những hạng áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước. Hiền đệ, hiền đệ ơi, mà bây giờ đệ đã vấn thân vô, trang trọng nhận trong tay nhành bông lúa mới thơm tho, và tâm nguyện giữ tròn lời ký thác. Trong đời đây chỉ còn hai người thân yêu duy nhất là hiền phụ Quỳnh Nga và bằng hữu Nhuận Điền. Một, hai, à, vô. Tắt quật luôn. Chúng ta đang thưởng thức tiếng đàn guitar của danh cầm Văn Cường đàn guitar, nhạc sĩ Mười Nhỏ đàn sến, nhạc sĩ Duy Khôi đàn tranh và nhạc sĩ Thành Vinh đàn organ. Xin chúng ta hãy dành cho ban nhạc một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Cảm ơn. Đại ca, đại ca ơi, uống cạn chai này rồi chai nữa, rượu đã cạn bầu rồi. Rượu đã cạn bầu rồi chưa thấy sai, hồn lại thâm say tình tri kỷ. Vì đã nói ngày mai chia biệt dạng đường mây, đại ca ơi, nhìn mái tóc của đại ca rối bồng như mây tám hướng, để nè càng thấy thẹn cho mình bấy lâu bị ràng buộc phải nợ cân đai. Trọn đời đệ sẽ nhớ hoài men rượu hôm nay, cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cạn khai. Hòn cao đông đại huynh đã vượt ngoài dòng phiền tối, để còn lẫn đần cựu mang nhiều ân nghi nợ công hầu. Rượu này nồng đến ngày sau, hơi men thai lạch ngàn câu thâm tình. Không đưa dạng dầm trường đình mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. Uống ca ca. Rượu này nó ngọt như bột ngọt Vidan vậy đó. Nữa hả? Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn mọi người nghe nữa không?
Dạ, tua sao đây, giờ hát nữa nó quánh đó. Uống dữ rồi ha. Nói thiệt với em á, anh đứng trên sân khấu mà anh thấy em uống rượu ha, giờ gạo ác anh nổi cục luôn đó.